Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin COVID-19 Việt Nam phong tỏa miền Nam, Hà Nội dùng biện pháp cấp bách. Quyết định được chính phủ công bố hôm thứ Bảy giữa lúc cả nước đang đối diện với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ trước tới nay. Chỉ vài giờ trước khi bước sang ngày 19 tháng 7, chính quyền thành phố Hà Nội đã ra công điện số 15 tuyên bố áp dụng các biện pháp cấp bách trên địa bàn thủ đô. Trước đó, lệnh phong tỏa đã được áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 9 tháng 7. Như vậy, trong những ngày tới, toàn bộ miền Nam với khoảng 35 triệu dân, chiếm chừng 1/3 dân số cả nước, được đặt trong tình trạng hạn chế nghiêm ngặt nhất trong nỗ lực đối phó với đại dịch, giãn cách xã hội. Đưa tin về tình trạng phong tỏa các nước, nhưng Việt Nam từ trước đến nay tránh dùng chữ phong tỏa đối với các biện pháp áp dụng trong nước. Trong văn bản chính thức và trên truyền thông trong nước, các biện pháp này được gọi là giãn cách toàn xã hội. Trong số các biện pháp cấp bách cần áp dụng theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ như giãn cách toàn xã hội lần này, giới chức yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp và không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Trong những ngày qua, tại các tỉnh thành đã áp dụng giãn cách xã hội. Cảnh sát dựng chốt kiểm soát tại các điểm giáp danh giữa các địa phương và chỉ những người có xác nhận xét nghiệm âm tính mới được đi qua. Các trường hợp đi lại trên đường đều có thể bị chặn để kiểm tra và nếu không chứng minh được việc ra khỏi nhà vì lý do chính đáng đều có thể bị phạt tiền. Tình trạng lây nhiễm đang tăng hết sức mạnh trong nước. Với việc đã có hàng ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận trên 3.000 ca dương tính mỗi ngày. Con số thực tế còn gấp nhiều lần hơn thế vì Việt Nam không thử hết. Chủ nhật ngày 18 tháng 7 đánh dấu ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao nhất kể từ cơn đầu dịch cho đến nay với 5.887 ca mắc mới, tăng hơn 2.000 ca so với hôm thứ Bảy. Con số 39 ca dương tính khi nhập cảnh trong ngày khiến tổng số các ca được ghi nhận hôm Chủ nhật là 5.926 ca. Các biện pháp được cho là đã đem lại thành công cho Việt Nam trong 3 đợt bùng phát trước đây nay tiếp tục được áp dụng. Trong đó có xét nghiệm trên diện rộng, hạn chế tiếp xúc với ca lây nhiễm, kiểm soát đường biên và cách ly tập trung đối với các trường hợp để tiếp xúc gần với các ca F0. Tuy nhiên, các ổ dịch mới liên tiếp xuất hiện và tốc độ lây lan nhanh trong những tuần qua đã khiến giới chức y tế quan ngại và đang đẩy hệ thống y tế công cộng vào tình trạng quá tải và có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi đó, bệnh nhân sẽ phải nằm ngoài đường. Đây là hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh, cổng thương mại và trung tâm đô thị lớn nhất đất nước với hơn 9 triệu dân đã trong tình trạng phong tỏa kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên điều chỉnh chính sách này với việc để những người tiếp xúc gần với F0 được cách ly tại nhà do các địa điểm cách ly tập trung của nhà nước đã quá tải một cách hết sức. Dường như mức độ dữ dội của đợt bùng phát này khiến giới chức cấp địa phương chưa tìm được cách ứng phó, phối hợp xử lý phù hợp. Trong cuộc họp trực tuyến vào hôm 17 tháng 7, Phó Thủ tướng Việt Nam ông Vũ Đức Đam, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng thừa nhận đã xảy ra tình trạng các ca F0 tại các khu cách ly tạm thời ở các quận huyện trở nên nặng bệnh hơn, nhưng không được các bệnh viện tiếp nhận, dẫn đến một số trường hợp đã phải tử vong ngay sau đó. Và con số này sẽ tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ. Mức độ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly phong tỏa của thành phố là không ít. Trang tin Vietnamnet cũng dẫn lời ông Phong nói như trên. Trên mạng xã hội vào hôm 12 tháng 7 cũng lan truyền đoạn âm thanh đối thoại giữa người dân với nhân viên y tế cấp phường cho thấy có tình trạng các ca F1 đang tự cách ly tại nhà chờ bệnh nặng nhưng đã bị từ chối đưa đi cách ly vì lý do hết giường. Giới chức y tế cũng xác nhận sự việc và đã đưa những người bị bệnh tới một bệnh viện dã chiến vài giờ sau đó. Trong đợt bùng phát này, 3/4 các ca mới ở các khu vực miền Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, đông đúc. Tính từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã ghi nhận gần 50.000 ca lây nhiễm với 225 trường hợp tử vong, trong đó có tới 190 trường hợp chết trong đợt bùng phát mới nhất tính từ tháng 4 năm 2021. Và Hà Nội đã áp dụng các biện pháp cấp bách ngay lập tức.
Chỉ còn ít giờ trước khi kết thúc ngày 18 tháng 7, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã ký công điện số 15 là áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 kể từ 0 giờ vào ngày 19 tháng 7 năm 2021 trên địa bàn toàn thành phố. Đây là hình ảnh các cửa hàng bán rau quả mùa đại dịch. Cũng giống như ở các tỉnh miền Nam, người dân Hà Nội nay được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Trong lúc thành phố yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Tuy nhiên, việc tụ tập ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện ở Hà Nội được giới hạn ở mức cao hơn so với miền Nam là 5 người. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối tại thành phố vẫn mở cửa hoạt động nhưng chỉ bán các mặt hàng thiết yếu đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân. Công điện 15 đã viết như vậy. Về chuyện hiếu hỉ, người dân Hà Nội được yêu cầu không tổ chức đám cưới trong thời gian này. Trong lúc đám tang chỉ giới hạn phạm vi 30 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt. Cạnh đó, công điện 15 cũng nêu chi tiết việc quản lý lưu thông ra vào thành phố, việc sắp xếp người lao động đi và ở lại tại các cơ quan, cơ sở, công ty, kinh doanh và quản lý lao động nhập cư, yêu cầu đối với các hoạt động và các phương tiện công cộng và một số vấn đề khác. Đây là hình ảnh trên vỉa hè quanh Hồ Gươm, Hà Nội, nay được dây quây kín và đề là cấm đi lại. Việt Nam hiện nay đang đạt tốc độ tiêm vaccine thấp nhất Đông Nam Á, với chưa đến 300.000 người tiêm vaccine đầy đủ và khoảng trên 4 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều. Theo số liệu của Tổ chức Y tế, cập nhật tính đến ngày 14 tháng 7 năm 2021 cho biết, Việt Nam đã nhận được gần 9 triệu liều vaccine COVID-19 từ các nguồn khác nhau và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine Moderna nữa thông qua chương trình phân phối COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới, hãng thông tấn Reuters chia sẻ. Và Việt Nam đã có kế hoạch sẽ đạt mức độ tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số tính đến cuối năm này. Tuy nhiên, đây là kế hoạch đưa ra, còn thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Và tình hình người dân hiện nay thì sao? COVID-19, ngày phong thành, người Sài Gòn thì khốn khó trong vòng vây sợ hãi. Đây là hình ảnh dịch bệnh cúm tàu lần thứ tư không có dấu hiệu thuyên giảm đang trở thành nỗi ám ảnh dân Sài Gòn. Sợ hãi, các thế hệ cư dân Sài Gòn sau biến cố 30 tháng 4 cũng chứng kiến người dân Sài Gòn tiếp tục sợ hãi. Không ai có kinh nghiệm về nạn đại dịch để so sánh về tầm mức sợ hãi của mình, cộng đồng của mình. Đa phần từng người, từng nhà, từng hẻm phố thì chung cảm giác là không gian đô thị với hơn 10 triệu dân cư nay trở nên hoang vắng, lạnh tanh giữa mùa hè. Để cho sóng thần hắc ám của đại dịch và từ thông tin hù dọa về dịch bệnh ấn chìm lòng người mòn mỏi và hủy hại tinh thần và thể xác mỗi người dân ở đây. Nhưng người dân đâu biết phải làm gì ngoài cam chịu. Rồi những cái luật họa vô đơn chí lập tức hiện trạng mất việc, hết tiền tiết kiệm, đưa đến chuyện thiếu đói hiện ra với bức xúc và lo sợ cũng chẳng thua kém gì đại dịch. Bởi ngay trong ngày phong tỏa theo chỉ thị số 16 của chế độ, những ngày phong tỏa mà hầu hết người dân đều biết không thể kết thúc sau 15 ngày như chế độ này đã tuyên truyền. Ai từng sống ở Sài Gòn hẳn không thể tưởng tượng ra cảnh Sài Gòn không có chợ. Sự hoảng sợ của cả hệ thống cầm quyền đã cấm hết mọi loại chợ. Lệnh cực đoan này ngay cả trong 20 năm chiến tranh Việt Nam cũng chưa từng xảy ra. Và việc mớ rau, con cá, cân thịt tăng giá phi mã, vét cạn túi tiền của người lao động đã làm thảm thương cho người dân. Và từng người dân phải sống trong cảnh lén lút săn tìm thực phẩm, đưa nhận thực phẩm cho nhau. Người dân đã chứng kiến không tìm được đâu ra mớ rau xanh. Họ đã phải nhắn tin rằng phải nhờ shipping chuyển cho được tin đứng chờ dưới chân cầu thang chung cư. Trước mặt là hàng dãy các biển cấm người dân qua lại. Và người chở đồ đã đến, anh ấy ra dấu hiệu đồng thuận để gói hàng ra xa hai người. Rồi người mua lại phải xác nhận gói hàng. Người dân mô tả người chở hàng đến lấy máy điện thoại di động phải chụp những mớ rau xong chạy đi. Và chờ anh ta đi khuất thì người dân mới dám khom người đi lấy, ôm lên nhà. Trước khi vô nhà phải dùng dung dịch sát khuẩn xịt xung quanh cái bao ni lông xong, xịt lên tay, lên cả quần áo, rồi mới dám bước vào nhà, mở bao đựng rau ra. Chỉ là vài bữa rau cải ngọt, cải xanh trước giờ là loại rẻ tiền,
muốn mua lúc nào cũng có. Nhưng giờ đây đó là thứ thực phẩm tươi quý giá để dành cho những ngày bị lệnh phong tỏa, nhốt tổ. Đây là hình ảnh xếp hàng chờ tiêm vaccine tại Việt Nam. Nhưng chính những mớ rau ít ỏi này khiến người ta phải thêm lo lắng. Biết lấy gì mà ăn nữa đây khi hệ thống chống dịch cúng tàu tiếp tục khóa cửa người dân thêm những tuần phong tỏa nữa. Ai đã từng ở Sài Gòn mà phải sống qua cảnh này sẽ thấy điều đó khủng khiếp như thế nào. Và rồi, từ trên các trang mạng Facebook, người dân Sài Gòn đã hiệp lực trợ giúp thực phẩm cơm hộp cho người thiếu đói, mất việc cơ nhỡ trong lúc phong hành là đáng trân trọng. Và đó là văn minh, là nhân văn tinh hoa gốc ở đô thị này. Nhưng chính quyền thì chẳng thấy đâu. Nhưng nếu tưởng tận thì hẳn đã ai cũng tự biết cộng đồng nghĩa cử đó chỉ là niềm sáng an ủi. Bởi vì với dân số 10 triệu người, trong đó có hàng triệu người chỉ bám giữ được mức sống đủ ăn hàng ngày nếu họ được tự do kiếm sống. Vậy thì cấm mua bán, cấm vé số, cấm hàng loạt các dịch vụ thông thường thì cảnh các đường phố hoang vắng, không người gì, khác gì các loại tường giấy thép gai của nhà tù lớn. Vậy thì các tù nhân vì dịch bệnh cúm tàu ở Sài Gòn mà ai đó tới thăm nuôi, nguồn thực phẩm nào sẽ giúp họ giữ được sức khỏe, hết tiền thì sẽ chết đói. Tại các nước Mỹ và châu Âu thì hoàn toàn khác. Trong thời gian chính phủ các nước đó ra lệnh lockdown, họ xuất kỹ an sinh xã hội ra và cho người dân, từng gia đình để đảm bảo nhu cầu sinh sống cần thiết cho người dân. Vậy người lao động nghèo, dân cơ nhỡ ở Sài Gòn có gì từ chính phủ hay không? Tất nhiên là có. Đó là hệ thống tuyên truyền cho biết chính quyền có xét duyệt cho mỗi trường hợp gần 2 triệu đồng mà thôi. Ai đã từng sống ở Sài Gòn cũng đều biết mức thu nhập thấp nhất của người dân kiếm sống với hàng trăm nghề từ đường phố, mua, gánh, bán bưng, phụ hồ, thì số tiền cứu trợ từ chính quyền chỉ để khỏi chết đói khi lệnh ngừng việc phải ở nhà, không có việc tới cần thiết thì không được ra ngoài đường. Hàng trăm ngàn người dân nghèo khổ khi nhận số tiền đó, có người phải rơi nước mắt vì lẽ gì? Người dân Sài Gòn sẽ không quên văn hóa cất tiếng cảm ơn, nhưng hẳn cũng rơi nước mắt chua xót, đắng cay, cảm thương cho thân phận công dân cả đời làm việc đóng thuế, nay trong nghịch cảnh phải nhận đồng tiền như bố thí từ chính quyền. Đó chính là tiền thuế của mình một cách hết sức ít ỏi. Con người trong chiến tranh hay dịch bệnh, việc bùng phát sợ hãi là do bị ám ảnh bởi cái chết. Nhưng trong chiến tranh dù không chắc sẽ thoát khỏi bom rơi, đạn lạc, nhưng người vô tội vẫn có con đường là chạy giặc với hy vọng sinh tồn. Với dịch cúm tàu như hiện nay, lúc này người thành phố này không thể chạy đi đâu được. Đó là chưa nói tới việc người càng có ý thức thì không thể đem đến nguy cơ lây nhiễm virus cho người mà nơi mình sẽ đến. Đây là hình ảnh rau cứu trợ được chuyển tới cho công nhân nghèo. Mỗi sáng, người hàng xóm là tài xế xe bus. Anh thức giấc trước việc lệnh ngừng các chuyến xe công cộng còn khiến anh hàng xóm tài xế dư thời gian chờ nhà lối xóm mở cửa mà bày tỏ nỗi sợ hãi của mình. Suốt cả ngày giãn cách, anh luôn lặp đi lặp lại và quanh quẩn với vài người câu chết rồi. Mới sáng mà thành phố mình có thêm cả trăm ca, thành phố mình chết rồi, tiêu rồi. Đó là những lời than thở của người dân. Ai đang sống ở thành phố Sài Gòn lúc này, nếu là người trung thực sẽ thấy bất lực trước lẽ sinh tồn ngày mai. Nhưng hệ thống phòng chống dịch cũng đang bất lực muốn buông xuôi thì lại càng muốn kiểm soát khắc nghiệt những người dân lành đang hốt hoảng trong cơn khủng hoảng vì đại dịch chưa từng có trong lịch sử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 với bản tin Covid-19, Việt Nam phong tỏa miền Nam, Hà Nội dùng biện pháp cấp bách. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.